dịch nghĩa và lược giải. Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo luận. Ngài Chân Đế Tam Tạng dịch chữ phạn ra chữ Hán. Sa môn thích thiện hoa lược dịch và lược giải. Giảng lần thứ nhất tại Phật học đường Nam Việt ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu, 11 mươi Bài thứ 10. Mục lục. Nói về nghĩa bất giác, tiếp theo. Một chân như và vô minh, thỉ và chung, tiếp theo. Chân như vô thỉ vô chung vô minh vô thị hữu chung. M. Nói về ba đại nghĩa của tâm. Một, Thể rộng lớn của tâm. Tánh bình đẳng không động. 2. Tướng rộng lớn của tâm. Đủ hàng sa công đức. 3. Dụng rộng lớn của tâm. Có hàng sa diệu dụng, sẽ nói trong bài 11. Bài thứ 10. Chương thứ 3. Phần giải thích. Nói về nghĩa, bất giác. Tiếp theo Một chân như và vô minh, thỉ và chung Chánh văn Lại nữa, vô minh, pháp nhiễm ô và chân như, pháp thanh tịnh Đều đã có sẵn từ vô thỉ đến nay và huân tập chẳng dư Xong đến khi thành Phật rồi, thì vô minh bị dứt hết Còn chân như lại vô cùng tận trong giời vị lai Cho đến sau khi thành Phật cũng vẫn còn Tại sao vậy? Vì chân như thường huân tập nên vọng tâm, vô minh phải tiêu diệt do vọng tâm tiêu diệt, nên pháp thân hiện ra, rồi pháp thân lại khởi diệu dụng, huân tập trở lại nữa, nên chân như không có cùng tận. Lược giải Chân như và vô minh đồng một bản thể và có từ vô thỉ. Song vô minh rốt sau bị chân như tiêu diệt, nên hữu chung, còn chân như sau khi ra khỏi triền phượt rồi, lại được nuôi lớn nên vô chung. Thí như trong trái hồng, cả chất chát và ngọt đều đồng thời có. Song khi trái hồng còn non, chất ngọt bị chất chắc lấn ác, chân như tại triền, nên người ta chỉ thấy chất chắc, vô minh, đến khi lớn dần, thì chất chắc bị chất ngọt huân tập, nên chất chắc mỗi ngày mỗi ít, mà chất ngọt mỗi ngày mỗi thêm, rồi cuộc rồi chắc hết, vô minh giết mà chỉ còn ngọt, chân như. Khi trái hồng đã chín ngọt rồi, thì không bao giờ trở lại chắc nữa chính chúng sanh khi đã thành Phật, không trở lại làm chúng sanh nữa. Trên đã nói về nhân duyên sanh diệt rồi, dưới đây sẽ nói về ba đại nghĩa của tâm là Thể, tướng và dụng. M. Nói về ba đại ngãi của tâm. Trong bài này mới nói hai nghĩa thể và tướng rộng lớn của tâm. Chánh văn. Lại nữa, tất cả phàm phu, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật, từ hồi nào đến giờ, đều tự sẵn có thể tướng chân như này. Tánh chân như không tăng, không giảm, không trước, không sau, không sanh, không diệt, rốt tráo thường hằng, đầy đủ tất cả công đức, đức tánh, như là một, đại trí huệ sáng suốt. Hai, chiếu khắp cả pháp giới. Ba, chân thật hay biết. Bốn, tâm tánh thanh tịnh. Năm, thường, lạc, ngã, tịnh. Sáu, trong mát, thanh lương, không biến đổi và tự tại vân vân. Tóm lại, nó không rời, không đoạn, không khác, đầy đủ pháp Phật không thể nghĩ bàn và có vô lượng công đức, nhiều hơn số các sông hằng. Vì nó đầy đủ tất cả, không thiếu một công đức nào nên gọi là như lai tạng cũng gọi là như lai pháp thân lược giải trước kia trong phần định danh nghĩa có nói tướng nhân duyên sanh diệt tức là thể tướng và dụng của đại thừa đến bài này nói rõ thể lớn tướng lớn và dụng lớn của đại thừa tức là tâm chân như vậy nhưng trong bài này chỉ mới nói thể rộng lớn của tâm là tánh bình đẳng không vọng động và tướng rộng lớn của tâm là có đủ hàng sa công đức còn dụng rộng lớn của tâm sẽ nói tiếp trong bài thứ hai tất cả thánh phàm đều sẵn có tâm chân như và cũng đều từ tâm này sanh ra tâm chân như ở nơi thánh không thêm ở nơi phàm chẳng giảm không trước không sau không sanh không diệt đầy đủ hàng xa đức tánh đại trí huệ sáng suốt tức là đức tánh thường quan của pháp thân phật chiếu khắp cả pháp giới tức là thật trí chiếu suốt lý tánh quyền trí soi khắp tất cả sự vật chân thật hay biết rời các vọng thức phân biệt chỉ còn chân giác. Tâm tánh thanh tịnh, chân tâm thanh tịnh, xa lìa các vọng hoặc nhiễm ô. Đủ bốn đức niết bàn, chân thường, thuần nhất không thay đổi, chân lạc, không có các khổ làm não loạn, chân ngã, không bị hai món sanh tử bức bách, chân tịnh, không bị trần lao phiền não làm nhiễm ô. Trong mát, vĩnh viễn xa lìa phiền não. Không biến đổi, không sanh, trụ, dị, diệt. Tự tại, không bị các nghiệp triền phược. Không rời, hằng sa công đức không rời chân như không đoạn từ vô thủy đến giờ không hề gián đoạn không khác một vị không khác và không thể nghĩ bàn vân vân xử lý viên dung nhiễm tình không hay không thể nghĩ bàn được tóm lại vì tâm chân như bao trùm vô lượng hằng sa công đức nên gọi là như lai tạng và làm chỗ nương cho tất cả các pháp nên cũng gọi là pháp thân của như lai chánh văn hỏi trước đã nói thể chân như bình đẳng và xa lìa tất cả các tướng tại sao đến đây lại nói thể chân như có đủ các đức tánh sai khác đáp tuy đủ các đức tánh mà thật ra không có hình tướng gì sai khác chỉ đồng một vị chân như bình đẳng mà thôi hỏi nghĩa này thế nào đáp vì bản thể chân như vô phân biệt và xa lìa các hình tướng sai biệt cho nên không có tướng gì sai khác vô nhị hỏi vậy thì căn cứ theo nghĩa gì mà nói là sai khác đáp căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức mà nói có sai khác vậy